Một ly bia có thể tạo ra khoảng 200.000 đến 2 triệu bọt bong bóng. Theo nghiên cứu, chỉ với một nửa cốc bia bình thường thì chúng có thể tạo ra 2 triệu bong bóng và nhiều gấp đôi số lượng bong bóng của rượu vàng. Khi chúng ta rót một cốc bia, một dòng nước bọt nổi lên trên cùng. Khi ngày càng có nhiều bọt bong bóng li ti kết lại, chúng tạo thành một lớp bọt sủi khí. Lúc đầu, lượng sủi bọt đó dường như vô tận, nhưng có bao nhiêu bọt có thể nổi lên từ một cốc bia trước khi chúng ta trở lại trạng thái ban đầu? Nigel Bailey, giáo sư vật lý hóa học tại Đại học Rennes-Champagne-Ancenis ở Pháp, trước đây đã khám phá chủ đề sủi bọt này ở rượu vàng. Tính toán rằng khi một ly được đổ ra sẽ tạo ra khoảng 1 triệu bong bóng. Gần đây, ông Nigel Bailey đã xem xét độ sâu của ly bia và phát hiện ra rằng một nửa cốc bia bình thường có thể tạo ra 2 triệu bong bóng, nhiều gấp đôi rượu vàng. Bằng chứng khảo cổ học cho thấy con người đã nấu và uống bia trong ít nhất 5.000 năm và có thể lâu nhất là 13.000 năm. Nigel và đồng nghiệp của ông cho biết cho đến nay, bia là thức uống có cồn phổ biến nhất trên toàn thế giới với sản lượng toàn cầu đạt 200 tỷ lít. Trong đó, bong bóng và bọt là một phần quan trọng trong trải nghiệm uống bia của những người thường xuyên sử dụng. Ông nói, có vẻ như chúng tôi cần cung cấp thêm một số kiến thức về sự hình thành bong bóng, kích thước bong bóng và cuối cùng là vấn đề tổng số bong bóng có thể hình thành trong một ly bia trong toàn bộ quá trình khử khí tự nhiên. Bia thường được làm từ 4 thành phần: hạt ngũ cốc mạch nha, hoa bia, men và nước. Tất cả được hòa lẫn với nhau và để lên men trong thời gian thích hợp, từ đó tạo ra rượu, đường và CO2. Khi bia được đóng chai hoặc đóng hộp, CO2 được bổ sung tạo ra áp suất trong đó. Một khi nắp non được bật ra hoặc chai bị vỡ, chất lỏng trở nên bão hòa với CO2, sau đó được giải phóng dưới dạng bong bóng nhỏ. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học xác định rằng tổng số bong bóng bia chủ yếu bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố: nồng độ CO2 hòa tan trong ly, thể tích của bọt và thời điểm bia cạn kiệt CO2 đến mức không thể hình thành bọt nữa. Theo đó, một ly bia có thể tích 200ml sẽ tạo ra từ 200.000 đến 2 triệu bong bóng. Tuy nhiên, nghiên cứu này không chỉ là đếm số lượng bong bóng được tạo ra, mà thông qua đó các nhà khoa học có thể tìm hiểu cách thức đồ uống hoạt động trong các điều kiện khác nhau và điều đó có ảnh hưởng đến hương vị của chúng như thế nào. Vì nhờ bọt mà hương vị của bia sẽ trở nên tinh tế và đậm đà hơn. Trong khi lượng CO2 hòa tan trong bia là thông số quan trọng để hiểu điều này, thì hình dạng của ly được đồ uống cũng đóng một phần quan trọng. Để chúng ta có thể dễ dàng thu thập một số thông tin liên quan đến độ sủi bọt của bia, từ đó giúp chúng ta có sự trải nghiệm tốt hơn, chúng tôi tin rằng ngành công nghiệp bia có thể được hưởng lợi từ nhiều kiến thức hơn về khoa học. Thủy Ngân.